Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự quốc phòng chiều ngày hôm nay và sau đây là bản tin chi tiết. Quy lực của tên lửa siêu thanh giờ con phiên bản mới, vũ khí siêu thanh được cho là sẽ thay đổi quy luật của chiến tranh. Tên lửa siêu thanh giờ con triển khai trên biển. Tên lửa giờ con là tên lửa hành trình chống hạm siêu âm cơ động do NPO Mashino Chorniyia phát triển, được trưng bày lần đầu tiên tại triển lãm hàng không MAKS 1995. Các nguyên mẫu Zircon đã được phóng thử từ máy bay ném bom Tu-22M3 vào năm 2012, 2013, phóng từ bệ phóng trên mặt đất năm 2015. Tại lần thử nghiệm thành công đầu tiên vào năm 2016, Zircon đạt tốc độ Mach 8, tức là 9.800 km h 2.722,3 m s được cho là đã chính thức đưa vào trang bị tháng 11 năm 2017. Thử nghiệm mới nhất của tên lửa ngày 10 tháng 12 năm 2018 đã chứng minh dơ con đạt tốc độ mát 8 đến 9. Tầm bắn dài nhất có thể là 1.000 km, gấp 3 lần so với tầm bắn của tên lửa diệt hạm Harpoon Block 4, loại tên lửa chống hạm hiện đại nhất của Mỹ. Con số này vượt xa hơn tầm bắn của các hệ thống phòng không trên tàu chiến hoặc tầm bay của máy bay tiêm kích từ tàu sân bay, cho phép máy bay tàu chiến của Nga tấn công các chiến hạm địch mà không sợ bị bắn trả. Để đạt tầm bắn trên, một loại nhiên liệu mới có mật danh là DC-M đã được tạo ra. Tốc độ cao như vậy có thể sẽ tạo ra một đám mây plasma xung quanh tên lửa, hấp thụ bất kỳ sóng vô tuyến nào, khiến tên lửa gần như vô hình trước radar, tăng hình plasma, hoặc tên lửa chỉ được phát hiện ra khi đã ở cự ly gần nên không còn kịp để triển khai đánh chặn. Zero con trao đổi thông tin trong khi bay và có thể được điều khiển bằng các lệnh nếu cần thiết, xuyên thủng các hệ thống phòng thủ hải quân hiện có. Vận tốc cực cao của con không chỉ giúp nó khó bị đối phương đánh chặn mà cũng giúp tăng sức tàn phá của tên lửa khi va chạm vào mục tiêu. Theo tính toán, khi tên lửa nặng 2 tấn, bay với tốc độ 2,5 km trên giây như giờ con, sẽ tạo ra động năng đạt tới 12,5 tỷ Yun, tương đương sức nổ của 2,7 tấn thuốc nổ TNT, đủ sức để bẻ gãy đôi hoặc làm hư hại nặng cả một tàu sân bay cỡ lớn, ngay cả khi đầu đạn của tên lửa chưa phát nổ. Theo chuyên gia quân sự Nga Konepcho, tổng biên tập trang web quân sự Military Russia, tên lửa con rất phù hợp cho các tàu tên lửa hạng nhẹ và tàu ngầm hạng nhẹ. Việc trang bị tên lửa siêu thanh mới cho Hải quân Nga có tác động đáng kể đến cân bằng quyền lực ở nhiều nơi trên thế giới, và loại vũ khí này được cho là sẽ thay đổi quy luật của chiến tranh. Zircon sẽ được tích hợp đầu tiên cho các tàu tuần dương lớp Kirov, đô đốc Nakimov và Piotr Beriki sau năm 2020. Các tàu trang bị tên lửa chống hạm B-700 Granit sẽ được thay thế bằng các hệ thống phóng thẳng đứng đa năng 3S-14, có khả năng phóng tên lửa hành trình chống hạm Onyx, Khalid và Zircon. Sau khi hoàn thành việc tái trang bị, các tàu có thể mang 40 đến 80 tên lửa hành trình chống hạm thuộc các loại khác nhau. Dơ con phiên bản bố trí trên mặt đất. Ngày 24 tháng 12 năm 2019, Tổng thống Nga Putin tuyên bố dơ con phiên bản mới bố trí trên mặt đất đang được phát triển. Theo nguyên thủ Nga tiết lộ trước đó, tên lửa dơ con có tốc độ 9 mắt, cao gấp 9 lần tốc độ âm thanh, có thể tiêu diệt cả mục tiêu trên biển và trên bộ ở khoảng cách hơn 1.000 km. Với tốc độ trên, để hủy diệt mục tiêu ở khoảng cách 1.000 km, giờ con vượt qua trong 6 đến 7 phút, hệ thống phòng thủ đối phương sẽ chỉ có rất ít thời gian để phát hiện tên lửa và gần như không có cơ hội để đánh chặn. Trước đó, từng xuất hiện nhiều đồn đoán về việc Nga đã dùng phiên bản đặc biệt của giờ con tấn công phiến quân tại Elip, Syria, khi tên lửa này chỉ mất 137 giây để tấn công và phá hủy mục tiêu cách đó gần 300 km. Theo lời tiến sĩ anh hùng Liên bang Nga, Vicevorov Kamirov, chuẩn đô đốc đã nghỉ hưu, các mục tiêu tại Mỹ và ở châu Âu đều có thể trở thành nạn nhân của con. Các tên lửa siêu thanh con không chỉ đe dọa các tổ hợp phóng tên lửa ở châu Âu, mà còn có thể phá hủy các cơ sở điều khiển tên lửa trên lãnh thổ Mỹ sau 5 phút kể từ khi phóng. Chuẩn đô đốc Nga giải thích, nếu một tàu ngầm hoặc chiến hạm nổi được trang bị tên lửa con hoạt động ở khoảng cách trên 600 km từ bờ biển các quốc gia định tấn công, trong tình huống cần thiết, các tên lửa này sẽ xuyên thủng tất cả các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện đại nhất hiện nay tấn công chính xác mục tiêu trong vòng 5 phút, với chiều sâu chiến trường ít nhất là 600 km. Quân đội Mỹ cũng đang phát triển hệ thống tên lửa siêu thanh bố trí trên mặt đất. Dự kiến, tốc độ của tên lửa sẽ từ mắt Nam trở lên và tầm bắn sẽ vượt quá 1.000 km. Các thử nghiệm của hệ thống này được lên kế hoạch vào năm 2020 và việc sản xuất các vũ khí này được lên kế hoạch bắt đầu không muộn hơn năm 2023. Theo các chuyên gia, hệ thống tên lửa mặt đất với tên lửa dơ con là câu trả lời đanh thép của Nga Đối với việc Mỹ sẽ bỏ hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn